Kinh văn chẳng phải là minh, chẳng phải vô minh. Chẳng phải là hết minh, chẳng phải hết vô minh. Như vậy cho đến chẳng phải là hết lão, hết tử. Chẳng phải là hết lão, chẳng phải hết tử. Giảng giải: Đức Phật giảng pháp tùy duyên, có lúc nói pháp và có lúc quét sạch tất cả pháp. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có đệ tử hỏi: Bạch Thế Tôn, giáo pháp mà Ngài đã tuyên thuyết, vào đời sau chúng con sẽ phải lưu thông như thế nào? Quý vị có nghĩ rằng Đức Phật sẽ trả lời như thế nào không? Ngài trả lời: Như Lai chưa từng thuyết pháp. Này quý vị đừng nghĩ rằng qua câu trả lời này Đức Phật đã bị chút ít lẩm cẩm khi gần nhập Niết Bàn. Hoàn toàn không phải như vậy. Ngài nói rằng nếu có người bảo rằng Như Lai đã từng thuyết pháp dù chỉ một chữ, tức là quỳ bán Như Lai. Thế là Ngài đã giảng pháp suốt 49 năm, khai mở hơn 300 hội giảng kinh, nhưng chưa từng nói một lời nào. Vậy là như thế nào? Cơ bản là Đức Phật giảng pháp, nhưng sau khi Ngài giảng xong thì chúng biến mất. Thế nên có câu kệ: Tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Đó là lời để dạy mọi người không nên chấp cứng vào pháp, là để ngăn ngừa những người sẽ nói: Tôi phải y cứ đúng như pháp Đức Phật đã dạy. Nếu có người nói như vậy, tức là vướng vào pháp chấp, tức họ sẽ khó đạt được pháp không, để cho mọi người đều đạt được cả nhân không và pháp không. Nên trong đoạn văn này, Đức Phật phủ nhận mọi điều Ngài đã nói. Quý vị sẽ nói: Tôi đã đạt được nhân không và pháp không rồi, bây giờ từ sáng đến tối tôi chỉ còn biết ngủ, tôi chẳng cần tu học gì nữa cả, rốt ráo tất cả là nhân không, thế nên chỉ cần ngủ thôi. Thế thì quý vị vẫn còn bị chấp vào cái ngủ. Khi nào cái ngủ ấy hết rồi thì đó mới thực sự là không. Nếu vẫn còn ngủ thì vẫn chưa thể là không. Vấn đề là quý vị cần phải làm cho chấp pháp và chấp ngã hoàn toàn không? Kinh Kim Cương nói rằng pháp Đức Phật giảng nói giống như chiếc bè, tưởng tượng sẽ mệt nhọc xiết bao khi quý vị mang chiếc bè trên vai sau khi dùng nó để qua sông rồi. Chiếc bè chỉ giúp cho quý vị vượt qua bên kia sông. Quý vị phải lìa bỏ nó khi đã đến bờ rồi. Tương tự như vậy, mục đích của giáo pháp là chuyển hóa phiền não cho chúng ta. Một khi phiền não không còn thì cũng chẳng cần đến pháp nữa. Nhưng trước khi phiền não dứt sạch thì mình chẳng làm được gì nếu không có giáo pháp. Nếu quý vị từ chối giáo pháp vào lúc này, chắc chắn phiền não sẽ tăng trưởng. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chúng ta học tập giáo pháp là để dứt trừ phiền não. Này tôi nói với quý vị vài điều về chân Phật pháp. Quý vị phải dứt trừ phiền não. Nếu học Phật pháp cả ngàn năm mà không dứt trừ được phiền não thì cũng giống như chưa học được điều gì. Quý vị sẽ hỏi: Làm sao để dứt trừ phiền não? Chỉ cần giữ tâm đừng bị lay động bởi những cảnh giới chung quanh. Nếu tâm quý vị không bị xoay chuyển bởi mọi hoàn cảnh, nghĩa là quý vị đã có định lực,
Đó chính là Phật Pháp. Vì sao các ngài nói rằng Phật Pháp vốn không có cái phải và cái chẳng phải? Lục Tổ đã dạy chúng ta: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Thế nên mọi hiện tượng trên đều được phủ nhận. Nếu quý vị có thể hiểu được rằng Phật Pháp vốn không có cái phải và cái chẳng phải, thì quý vị đã được chứng ngộ. Lục Tổ đã hỏi ngài Huệ Minh: đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ngay lúc ấy, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Chẳng nghĩ thiện, đó chính là không có cái phải. Chẳng nghĩ ác, đó chính là không có cái chẳng phải. Tu hành tinh tấn đến mức không có cái phải và cái chẳng phải, có nghĩa là đến mức không có cái thiện, cái ác nữa, và nỗ lực nhận rõ mọi cảnh giới đang diễn ra. Sự vắng bạc ý niệm phải và chẳng phải, ý niệm thiện ác, thì chính ngay đó là Phật tánh, là bổn diệu viên minh. Nếu quý vị đạt được điều đó, thì quý vị có tất cả, và đồng thời quý vị cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng không phải là chấp cứng vào các cảnh giới hiện tiền ấy. Khi nào thì quý vị có tất cả, và quý vị có những gì? Quý vị có tất cả pháp bảo trong Như Lai Tạng, mà quý vị chẳng có gì hết thảy. Có nghĩa là quý vị chẳng còn chút nào phiền não. Trong Như Lai Tạng có rất nhiều phiền não, cũng như có rất nhiều pháp bảo. Tại sao quý vị không có được những pháp bảo ấy? Vì quý vị có quá nhiều phiền não, và vì trong bụng quý vị đã chứa quá nhiều thứ rồi. Thế nên, nếu quý vị có quá nhiều phiền não, thì quý vị chỉ còn chứa một ít nước pháp tánh nhỏ nhoi. Nếu mọi phiền não đều được chuyển hóa, thì chính nó là nước pháp. Đó chân thật là pháp tánh của quý vị. Đừng có sợ rằng mình có quá nhiều tập khí. Tập khí càng nhiều thì pháp tánh càng lớn. Nhưng đừng để nó chuyển thành tập khí, vì nếu quý vị để mặc như vậy thì sẽ làm mất tác dụng tánh linh của mình. Quý vị sẽ khởi đầu bằng trí thông minh và kết thúc bằng ngu muội nếu quý vị làm như vậy. Phật Pháp dạy quý vị dứt trừ phiền não, rồi những phiền não này sẽ chuyển thành bồ đề, như băng tan thành nước. Khi nước đông lại, băng chính là phiền não của quý vị. Khi băng tan, phiền não hết, ngay đó chính là bồ đề. Chẳng có gì quá khó hiểu về chuyện này. Toàn bộ những gì quý vị cần phải làm là thay đổi, và quý vị sẽ thành tựu. Chẳng phải là minh, chẳng phải là tánh giác, chẳng phải vô minh, không phải là sai lầm hư vọng sinh khởi từ một cái chân thật. Chẳng phải là hết minh, chẳng phải hết vô minh. Như vậy cho đến chẳng phải là hết lão, hết tử, chẳng phải là hết lão, chẳng phải hết tử. Giáo pháp thập nhị nhân duyên cũng biến thành không. Giáo pháp được giảng bây giờ chính là không Như Lai Tạng. Kể đến, quý vị sẽ được giải thích Như Lai Tạng vốn là không và bớt không. Thế nên quý vị thấy, Như Lai Tạng vốn không chỉ đơn thuần là một trạng thái, mà nó có vài điều khác biệt trong này. Vậy nên quý vị đừng thấy rằng mình biết được vài thuật ngữ Phật Pháp rồi kể rằng mình đã hiểu được tất cả. Có thể quý vị chỉ biết về Như Lai Tạng, nhưng quý vị còn phải biết cách làm cho Như Lai Tạng thành không. Và quý vị biết được Như Lai Tạng là bất không, nhưng rồi quý vị phải nhận ra được Như Lai Tạng vốn vừa là không vừa là bất không. Quá rắc rối phải không?
问三摩地娑诃。